Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ca Thương Chương 1. Thành này xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình. Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà quá. Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa. Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Mọi kẻ yêu mến nó, chẳng ai an ủi nó. Bạn bè nó phản nó đều trở nên nghịch thù. Giu-đa đi làm phu tù, vì chịu nạn cùng chịu sai dịch nặng nề, ở đậu giữa các dân, chẳng được chút nghỉ ngơi. Những kẻ bắt bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp. Các đường lối Si-ôn đang thảm sầu, vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Mọi cửa thành hoang vu, các thầy tế lễ thở than. Các gái đồng trinh nó bị khốn nạn, chính nó phải chịu cay đắng. Kẻ đối địch nó trở nên đầu, kẻ thù nghịch nó được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va làm khốn khổ nó, bởi cớ tội lỗi nó nhiều lắm. Con nhỏ nó bị kẻ nghịch bắt điệu đi làm phu tù. Con gái Si-ôn đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Các quan trưởng nó như nay chẳng tìm được đồng cỏ, chạy trốn kiệt cả sức trước mặt kẻ đuổi theo. Jerusalem đang ngày khốn khổ lưu ly, nhớ xưa trải mọi mùi vui thích. Khi dân nó sa vào tay kẻ nghịch, chẳng ai đến cứu cùng. Quân thù xem thấy nó, chê cười nó hoang vu. Jerusalem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế. Mọi kẻ tôn kính đều khinh dễ vì thấy nó trần truồng. Nó tự mình thở than trở lui. Váy nó dơ bẩn, nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình. Sự sa suốt nó khác thường, chẳng ai yên ủi nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn. Kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật tốt nó, vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy, Ngài có truyền, chẳng được vào hội Ngài. Cả dân nó vừa đi xin bánh vừa thở than, đổi hết sự vui lấy thức ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi đã nên khinh hèn. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem, có sự buồn bực nào đọ được sự buồn bực đã làm cho ta, mà Đức Giê-hô-va đã làm khốn cho ta nơi ngày Ngài nổi giận phừng phừng. Ngài đã giáng lửa từ trên cao vào xương cốt ta và thắng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta làm cho ta thối lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hằng ngày bị hao mòn. Ách của tội lỗi ta Ngài buộc tay vào, cả bó chất nặng cổ ta, Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta. Chúa đã phó ta trong tay chúng nó mà ta không chống cự được. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta. Ngài đã nhóm hội lớn nghịch cùng ta, đặng nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã giày đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Giu-đa. Vậy nên ta khóc lóc, mắt ta tuôn nước mắt, vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc vì kẻ thù đã thắng trận. Si-ôn giơ tay, chẳng ai an ủi nó. Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp, những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó. Giê-ru-sa-lem ở giữa chúng nó như một sự ô uế. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng Ngài.
Hỡi các dân, xin hãy nghe hết thảy, hãy xem sự buồn bực ta. Gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù. Ta đã kêu gọi những kẻ yêu mến ta, nhưng họ lừa dối ta. Các thầy tế lễ và trưởng lão đã tắt hơi trong thành khi họ tìm đồ ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi gặp hoạn nạn, lòng tôi bối rối. Trái tim tôi chuyển động vì tôi bạn nghịch lắm lắm. Ở ngoài có gươm dao làm cho mất, trong nhà có sự tử vong. Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề an ủi. Mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngày Ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến. Chúng nó sẽ giống như tôi. Nguyện cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài. Xin đãi chúng nó như đãi tôi, bởi cớ mọi tội lỗi tôi. Vì tôi than thở nhiều và lòng tôi mòn mỏi. Chương 2. Sao Chúa đã nổi giận, vầy mây che khuất con gái Sion. Ngài đã ném sự đẹp đẽ Israel từ trên trời xuống đất. Trong ngày thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình. Chúa đã nuốt đi, chẳng thương xót, hết thảy chỗ ở của Gia-cốp. Ngài nhân giận đã đổ đồn lũy con gái Giu-đa. Ngài đã xô cho đổ xuống đất, làm nhục nước và quan trưởng trong nước. Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel. Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch thù. Ngài đã đốt cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả tư bề. Ngài giương cung ra như kẻ thù, giơ tay hữu lên, đứng như kẻ nghịch. Ngài đã giết hết những kẻ làm vui mắt trong trại con gái Sion. Ngài đã đổ giận ra như lửa. Chúa đã trở nên như kẻ nghịch đã nuốt Israel, nuốt cả cung đền, phá tan đồn lũy, làm cho con gái Giu-đa thêm tan chế thảm thương. Ngài đã cất nhà tạm mình đi cách mạnh bạo như thuộc về vườn, lại đã hủy nơi hội họp Ngài. Tại Sion, Đức Giê-hô-va đã khiến ngày hội trọng thể cùng Sa-bát bị quên đi. Trong cơn nóng giận, Ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ, lại gớm nơi thánh. Ngài đã phó thành quách cung điện Sion vào trong tay quân nghịch. Chúng nó làm om sòm trong nhà Đức Giê-hô-va như trong ngày hội trọng thể. Đức Giê-hô-va đã định phá hủy tường thành của con gái Sion. Ngài đã giăng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt. Ngài làm cho lũy và tường thảm sầu hao mòn cùng nhau. Các cửa nó sụp trong đất. Ngài đã phá và bẻ các then chốt. Vua và quan trưởng nó ở giữa các nước là nơi chẳng có pháp luật. Chính mình các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Giê-hô-va sự hiện thấy chi. Các kẻ già cả gái Si-ôn nín lặng ngồi dưới đất, đầu đổ tro bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trinh Giê-ru-sa-lem gục đầu đến đất. Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối. Gan ta đổ trên đất vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú ngất đi nơi các đường phố trong thành. Chúng nó nói cùng mẹ mình rằng, tìm thóc và rượu ở đâu? Khi ngất đi như kẻ bị thương nơi các đường phố trong thành, và khi chúng nó tắt hơi trên lòng mẹ mình. Ta làm chứng gì cho ngươi, hỡi gái Jerusalem? Ta kể thí dụ chi? Ta lấy gì sánh cùng ngươi đặng yên ủi ngươi, hỡi con gái đồng trinh Sion? Sự phá hại ngươi to như biển, ai sửa sang lại được? Các tiên tri ngươi xem cho ngươi những sự hiện thấy giả dối và ngu dại. Chẳng tỏ ra tội lỗi ngươi đặng đem phu tù ngươi trở về. Chỉ thấy cho ngươi những lời tiên tri dối và sự làm cớ cho ngươi bị đuổi. Những người qua đường thấy ngươi thì vỗ tay, sĩ bán lắc đầu vì thấy gái Jerusalem, nói rằng,
Có phải này là thành mà người ta gọi là sự đẹp đẽ trọn vẹn, sự vui mừng của cả đất chăng? Mọi kẻ thù nghịch ngươi hả miệng rộng nghịch cùng ngươi, sĩ bán nghiến răng rằng chúng ta đã nuốt nó. Này, chắc là ngày chúng ta trông đợi, chúng ta đã tìm được, đã thấy rồi. Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định, đã làm trọn lời mà xưa kia mình đã truyền. Ngài đã lật đổ chẳng thương xót, đã làm cho kẻ thù ngươi vui vì cớ ngươi, khiến sừng kẻ địch ngươi cất lên. Lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Si-ôn, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông. Đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa, vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem Ngài đã hề đãi ai như thế. Đàn bà há ăn trái ruột mình, tức con cái ẩm trong tay ư? Thầy tế lễ cùng tiên tri há nên giết trong nơi thánh Chúa ư? Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố, những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm. Ngài giết đi nơi ngày thạnh nộ, tru diệt chẳng xót thương. Ngài đã nhóm như ngày hội trọng thể những sự kinh hãi của tôi mọi bề. Nơi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chẳng ai thoát khỏi và sót lại. Những kẻ tôi đã bồng ẵm và thấy lớn lên, hết thảy đã bị quân nghịch hủy hại. Chương 3. Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, khiến ta ở trong nơi tối tăm như người đã chết từ lâu đời. Ngài đã bao bọc ta bằng tường mà không cho ra, lại làm cho nặng xiềng ta. Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện. Lấy những đá đẻo lấp lối ta, Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo. Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo, khiến ta lạc đường và vồ xé ta, cho ta phải sầu não. Ngài đã dương cung và chọn ta làm chồng cho tên Ngài. Ngài đã khiến tên trong bao ngài vào trái cật ta. Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày. Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta, vùi ta vào trong tro. Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành. Ta rằng, hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn và khốn khổ ta là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nha. Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu.
khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của người trước mặt đấng rất cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành? Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch, Ngài đã chẳng dung thứ. Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi chẳng thương xót. Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. Mọi kẻ nghịch thù há miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt và hư hại. Mắt tôi chảy dòng nước vì gái dân tôi mắc diệt vong. Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va đói xem từ trên trời ngó xuống. Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi vì mọi con gái của thành tôi. Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim. Họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi. Nước lên ngập đầu tôi. Tôi nói, ta phải chết mất. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi. Xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi. Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi là đấng chuộc mạng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi, xin đoán xét việc tôi. Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Những môi miếng của kẻ giấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày. Xin Ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng nó. Tôi là bài hát của chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa sả giáng trên chúng nó. Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo, hủy hoại chúng nó khỏi dưới trời của Đức Giê-hô-va. Thơ của Giu-đê. Giu-đê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-su Christ giữ gìn. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ. Dầu anh em đã học những điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia, Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ai Cập, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng, làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Xong những kẻ này, hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình.
khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Những kẻ đó là dấu vết trong đám tiệc anh em, nhưng người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì. Như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bực rễ. Như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ấy đều là những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng: trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Vả, nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Thi Thiên 81. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta, hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm, đờn cầm êm dịu với đờn sắt. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta, vì ấy là một luật cho Israel, một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Giô-sép, lúc Ngài ra đánh xứ Ê-díp-tô, là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người, tay người được buông khỏi cái giỏ. Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, và cũng thử thách ngươi nơi nước Meriba. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở Israel, chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô. Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó. Ôi, chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài, song dân ta sẽ còn đến đời đời. Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ, và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.